Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chuyện tình của Lính Hà, tác giả Hoàng Minh Tâm, phần cuối, đăng trên Facebook Hoàng Minh Tâm ngày 10 tháng 1 năm 2021. Chuyện tình cuối mùa thu. Hà Nội, những ngày mùa thu thật mát mẻ. Trong lòng tôi đang rất vui bởi Hà Nội phố cổ thật đẹp. Những ngày là lính chiến xa nhà, tôi nhớ Hà Nội da diết. Tôi đọc tên từng con phố. Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hà Nội luôn trong trái tim tôi. Thế rồi tôi cũng được trở về Hà Nội. Tuy trên người còn mang nhiều thương tích, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn hạnh phúc hơn các bạn mình đã ra đi mãi mãi không trở về. Tôi được chuyển sang ngành thuế. Rồi một ngày, tôi lọt vào mắt xanh của một cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn, người phố cổ Hà Nội. Một hôm, tôi mạnh dạn đến nhà em chơi mà không hẹn trước. Tôi mặc bộ đồ lính mới, màu xanh vải tô châu, đi dép đúc cao su, đội mũ cứng, nhưng không mang quân hàm quân hiệu. Nhà em ngay mặt phố cổ. Bước vào nhà, tôi thấy có hai ông bà và một anh mặc quần áo ngành thuế đang ngồi uống nước. Cháu chào hai bác. Chào anh. Cháu tên là Tâm, bạn của em. Cháu ở 139 phố Yên Phụ đến thăm hai bác. Hai bác mời tôi ngồi rồi nói, cháu nó có việc đi ra ngoài. Tôi là bố cháu, đây là bà nhà tôi. Còn anh đây cũng là bạn của cháu nó. Thấy bác nói thế, tôi chỉ dạ dạ, chẳng biết nói gì. Anh phòng thuế như đang dở câu chuyện với hai bác thì tôi đến, nên anh lại tiếp tục đọc thơ cho hai bác nghe. Thơ nói về lính. Tôi thầm nghĩ, anh bạn thuế này hóa ra giỏi thơ, mình thì lại không thích thơ, chỉ biết chơi guitar và hát. Anh phòng thuế quay sang tôi bắt chuyện, anh đi bộ đội năm nào? Tôi cười nói tôi nhập ngũ ngày 4 tháng 7 năm 1974, người Hà Nội. Anh bảo, tôi cũng đi lính tháng 7 năm 1974. Tôi hiểu ngay là anh cùng nhập ngũ với tôi, nhưng thuộc quận huyện khác nên vào tiểu đoàn khác, nên tôi không biết anh. Tôi chỉ nói tôi ở tiểu đoàn 4, trung đoàn 52, không nói sư đoàn 338. Vì em có kể với tôi, nhà có mấy anh em, bố tên là Ba, mẹ tên là Tám. Tôi sợ phạm húy nên tránh. Anh bạn thấy tôi nói thế thì như bắt được của. Tôi cũng ở trung đoàn 52, sư đoàn 388. Sư đoàn 338, tư lệnh Mai Hiền với vụ Việt Trì lính Hà Nội về chơi ngày 2 tháng 9 1974. Tháng 3 năm 1975 rời 338 vào Nam chiến đấu thuộc quân đoàn 2. Anh lại hỏi, bây giờ anh về chưa, anh làm gì? Chắc là thấy tôi mặc quần áo bộ đội, anh tưởng tôi vẫn trong quân đội. Thực ra thì tôi muốn mặc quần áo lính ra mắt bố mẹ em cho gần gũi, dễ gây thiện cảm và dễ nói chuyện. Tôi bảo tôi làm thuế quận Hoàn Kiếm. Anh nói thế là đồng nghiệp rồi, tôi làm thuế Hai Bà Trưng. Mọi người như đã hiểu nhau hơn. Tôi thấy ngồi cũng đã lâu, buổi đầu ra mắt không tiện nói nhiều, tôi xin phép hai bác và anh bạn ra về, hẹn hôm khác lại đến thăm. Có một hôm, ngồi nói chuyện, hai bác hỏi, cháu xưa đóng quân ở đâu? Tôi kể chuyện ngày xưa đi chiến đấu, những lần diệt địch, những lần bị thương, bị ốm. Kỷ niệm thời quân ngũ lại trở về với tôi như mới ngày hôm qua. Rồi một ngày, em nói với tôi, bố mẹ em rất thích anh. Chắc là em mượn lời cụ để nói thay lòng mình. Tôi không nhớ đó là ngày nào, nhưng tôi thấy lòng tôi nao nao, cầm tay em, tim tôi đập rộn ràng, mắt tôi như sáng lên. Cây bằng lăng, hoa tím ven đường đang nở rộ, đón đàn chim nhỏ đua nhau hót. Các em học sinh trường Thăng Long tan lớp, chuyện trò vui cười. Trời hôm ấy thật đẹp, đường phố đã lên đèn, Chúa như đang ở quanh đây và ban phước lành cho chúng tôi.
tôi nhớ bài thơ Thư tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông, mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ, chỉ còn anh và em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối Chuyện tình của lính Hà, tác giả Hoàng Minh Tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.